Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày càng phát triển, do đó các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngày càng gia tăng và phức tạp hơn. Từ đó đòi hỏi công tác hòa giải ở cơ sở cần phải đổi mới hơn nữa để phát huy được những giá trị tích cực của công tác này đối với xã hội. Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn năm 2024-2030 là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn năm 2024-2030. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên có trình độ, kỹ năng hòa giải, đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở trong giai đoạn mới. Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, huy động các nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở. Mục tiêu tổng quát của đề án nhằm xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và ngày càng hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Ngày 7 tháng 8 năm 2024, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch số 1313/KH-HDPH về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2024. Mục đích tổ chức cuộc thi trực tuyến về luật hòa giải ở cơ sở nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn năm 2024-2030 trên địa bàn tỉnh và thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2024, việc tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, thu hút sự tham gia đông đảo tích cực của các đối tượng dự thi. Nội dung thi phải phù hợp với đối tượng dự thi, bám sát các quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong việc tổ chức cuộc thi. Nền tảng trực tuyến của cuộc thi hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo tối đa an toàn, an ninh thông tin. Đối tượng dự thi gồm các hòa giải viên, các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh, người hoạt động không chuyên trách ở xóm tổ dân phố như bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm tổ dân phố là công an viên, thôn đội trưởng, nhân viên y tế, kiêm cô đỡ thôn bản, chi hội trưởng, hội phụ nữ, chi hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, bí thư chi đoàn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Có thể nói, luật hòa giải ở cơ sở đã đi vào cuộc sống, số vụ được hòa giải ở cơ sở được nâng lên, tỷ lệ hòa giải thành trên 80%. Đơn cử như phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Xác định tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã chủ động quan tâm, cùng phối hợp với lại các cấp ban ngành đoàn thể của phường, chỉ đạo công chức tuyên môn thành lập các tổ hòa giải cơ sở, và mỗi tổ hòa giải có từ 3 đến 5 thành viên để thực hiện tốt cái công tác hòa giải cơ sở. Và trong những năm qua thì công tác hòa giải cơ sở cũng đã đạt được những kết quả nhất định, không có vụ hòa giải nào không thành, và hòa giải viên cũng đã thực hiện tốt cái công tác chuyên môn của mình ở tại tổ dân cư. Và hàng năm thì cũng đã thực hiện cùng với sự chỉ đạo của cấp trên tham gia tổ chức các cái buổi tập huấn do cấp trên tổ chức. Trong thời gian qua thì trực tiếp Ủy ban nhân dân phường cũng đã chỉ đạo công chức chuyên môn gửi các cái đường link và văn bản tới các tổ hòa giải cơ sở để tham gia cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về pháp luật về hòa giải cơ sở ở trên địa bàn phường, thì cũng được các tổ dân phố hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và hiện nay thì trong cái thời gian vẫn còn thì các tổ cũng đang
tiếp tục thực hiện cái công tác tìm hiểu pháp luật trực tuyến về hòa giải cơ sở ở tại tổ dân cư của mình. Trong những năm qua thì hòa giải cơ sở đã phát huy được những vai trò của mình về việc giải quyết được các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, giữ gìn mối đoàn kết trong cộng đồng. Nhờ có các tổ hòa giải ở cơ sở thì số lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn phường đã được hạn chế rất là nhiều. Trong thời gian gần đây thì Sở Tư pháp đang triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về hòa giải cơ sở. Thì thông qua cuộc thi này thì chúng tôi đã phổ biến đến toàn thể tổ hòa giải của các tổ dân phố trên địa bàn phường là 20 trên 20 tổ dân phố và đã được các tổ rất là ủng hộ. Thông qua những cái cuộc thi này thì chúng tôi nắm bắt được thêm về các quy định của pháp luật về hòa giải và cũng tuyên truyền được cho nhân dân những cái quy định đó để giảm bớt, giảm thiểu những cái đơn thư khiếu nại tố cáo. Có thể nói luật hòa giải ở cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cuộc thi giúp cho người dân, đặc biệt là các hòa giải viên hiểu rõ hơn về luật hòa giải cơ sở, những quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong cái quá trình hòa giải, là tăng cường cái năng lực, kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên. Các hòa giải viên tham gia cuộc thi thì sẽ có cái cơ hội củng cố và cập nhật kiến thức pháp lý cần thiết, cũng như học hỏi thêm các kỹ năng quan trọng để giải quyết các tình huống thực tế trong công tác hòa giải ở cơ sở. Bởi vì những người tham gia cuộc thi ấy, thì phải có thời gian nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến các câu hỏi trong cái phần thi. Mà cuộc thi là cách thức hiệu quả giúp hòa giải viên tiếp thu kiến thức chuyên môn, từ đó thì nâng cao được cái năng lực thực tế trong cái thực thi công việc. Cuộc thi trực tuyến thì cũng có tác dụng là nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò và tầm quan trọng của công tác hòa giải cơ sở. Khi mọi người hiểu biết được về lợi ích của hòa giải, họ sẽ có những cái xu hướng chọn con đường giải quyết mâu thuẫn bằng hòa giải, thay vì đưa vấn đề tranh chấp đưa lên các cơ quan pháp lý cao hơn để giải quyết. Cũng theo ban tổ chức cuộc thi, nội dung tập trung tìm hiểu các quy định của luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật thường được vận dụng trong công tác hòa giải ở cơ sở thuộc các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường và đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn năm 2024-2030. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng https://phobiengiaoducphapluat.caobang.gov.vn và trang thông tin điện tử Sở Tư pháp https://sở-tu-phap.caobang.gov.vn. Người dự thi tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet như máy tính bảng, điện thoại thông minh và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo bộ đề câu hỏi ngẫu nhiên được thiết kế sẵn. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Để cuộc thi trực tuyến về luật hòa giải ở cơ sở đạt được hiệu quả, ban tổ chức cuộc thi đã có những giải pháp để thúc đẩy các đơn vị địa phương tham gia được đông đảo. Để tổ chức tốt cuộc thi thì cũng như các cuộc thi khác, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã thành lập cái ban tổ chức cuộc thi và thành lập cái tổ thư ký giúp việc cho ban tổ chức cuộc thi. Qua đó thì ban tổ chức cuộc thi cũng đã phân công nhiệm vụ. Thứ nhất là xây dựng bộ câu hỏi và đáp án thi. Cái thứ hai nữa là xây dựng các yếu tố về kỹ thuật để các đối tượng tham gia dự thi vận hành tốt trên cái nền tảng số Internet
và hướng dẫn về việc truy cập Internet, sử dụng máy tính và các thiết bị di động để tham gia cuộc thi. Cái thứ ba nữa là để cuộc thi có đông đảo người dân và những hòa giải viên để tham gia thi thì công tác tuyên truyền đấy là cái phát động cuộc thi ấy, là công tác rất quan trọng. Thế thì ban tổ chức cũng đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tức là đăng tải trên banner và đường link của cuộc thi trên các trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật, tại các đường link với các thông tin trực quan dễ tuyên truyền trên các trang phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Cao Bằng và các trang nền tảng mạng xã hội. Thế nên ban tổ chức cũng đã ban hành các văn bản phát động cuộc thi, đề nghị các sở ban ngành, đoàn thể và hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của cấp huyện, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là phổ biến tuyên truyền. Qua việc triển khai thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở sẽ được nâng lên cả về mặt tổ chức và chất lượng. Kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng được nâng lên. Công tác hòa giải đã góp phần không nhỏ trong giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp nhỏ ở cơ sở. Có thể khẳng định công tác này đã thật sự góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tình làng nghĩa xóm, tác động thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.